nay thì mình sẽ có 3 đoạn. Đầu tiên là đoạn trước khi điệp khúc 1, sau đó đến điệp khúc 1 và điệp khúc 2 của bài. Mình sẽ chia thành 3 đoạn khác nhau để các bạn theo dõi nhé. Rồi, động tác đầu tiên luôn nhé. Các bạn sẽ để hai tay hướng lên trên này và các bạn sẽ vỗ nhẹ vào đầu hai lần nhé. 1, 2, sau đó vỗ vào vai 3, 4, vỗ trên này 5, 6. Ok, đặt chéo, thắt ra, rồi mở ra ngoài và hất xuôi xuống như thế này. Ok, sau đó là hất lên trước. Mọi người hất lên trước thì mọi người đưa xuống, em đưa xuống hai lần cho mình như thế nhá. Rồi lại một lần nữa với tay này, đầu này hai lần này, vai hai lần này, vỗ trước hai lần này, đặt chéo kéo ra. Ok, mở này, em mở xuôi lên trước, xuôi lên trước hai lần. Ok, đó là đầu với tay. Còn bây giờ khi bác nhìn với hông và chân nhá, mọi người sẽ nhún nhẹ đầu gối này, mọi người đánh hông sang phía bên trái, đánh hông qua phải. Khi đánh hông trái phải thì mọi người sẽ dẫm theo cái gót chân này, dẫm em đúng không? Bây giờ đầu tiên là gót bên trái trước thì mình sẽ vỗ đầu hai lần này, một và hai và về thẳng. Ok, sau đó là đánh hông trái kéo ra phải, rồi sau đó bây giờ tay mình mở ra như thế này đúng không? Thì mình sẽ mở chân trái ra, mở này và đến động tác này, khi tay hạ xuôi xuống dưới như thế này, mở và xuôi xuống thì các bạn sẽ dậm tiếp cho mình một lần chân trái và đồng thời mở cái đầu gối ra ngoài, chân trùng xuống. Ok, sau đó là nhấc chân trái dậm lên trên và lên trên hai lần, sau đó mọi người sẽ nhấc chân về, tay dán như thế này. Ok, ôn lại cái đoạn động này một xíu. 7 8, vỗ đầu đánh hông trái hai lần, phải hai lần, về giữa trái kéo phải, mở ra, em xuống, em đưa lên trước, về đặt miệng. Rồi tiếp theo nha, tay trước này sau khi các bạn đặt miệng mình ra, rồi tiếp theo các bạn sẽ làm trái tim, mở cho mình hai cái khuỷu tay ra ngoài để ngang như này, còn tay trái tim như này ha. Ok, sau đó từ đây mọi người sẽ đặt tay và giống như một người hôn gió ấy, đẩy nó lên. Rồi sau đó này mình sẽ làm cái dáng tay này, tay lực dấu la ấy, các bạn bật tay từ phía trong vai bật ra ngoài và hạ xuống. Rồi đó là đối với tay ha. Còn về chân này, chân đang mở đúng không? Bây giờ khi về tay trái tim thì các bạn sẽ xoay gót chân phải về dán hông phía bên trái như thế này. Sau đó này mình sẽ trùng chân đẩy hông từ trái qua phải trùng xuống và sau đó mọi người nhấc cao hông lên thì là mọi người sẽ thơm ra như thế này, hôn ra như thế này. Ok, và sau đó mọi người sẽ lướt dậm chân trái chân phải nha, mọi người bước sang một bên. Ok, và sau đó chân phải sẽ lướt theo sang phải này, tiếp theo tay bật ra. Ok, sau khi các bạn đẩy dáng như thế này thì sau đó mình sẽ có 5 nhịp để các bạn sẽ di chuyển. Ok, mình sẽ bảo tác tiếp nhá. Đối với tay trước này, đưa hai tay lên cao vẩy một người về thân phải hai lần, sau đó đổi hướng về qua trái hai lần. Ok, đối với chân thì mọi người sẽ bước chân phải lên trên trước, khi bước chân đặt như này chấm xuống đây cho mình hai lần thì đồng thời các bạn sẽ đánh hông lên này, hông em chấm chân đồng thời luôn, thì kết hợp với tay này phải và phải, sau đó đổi chân này trái và trái này, rồi sau đó bước chân phải lên trên và đưa mở chân ngang như đây cho mình, mở chân ngang thì cái tay các bạn sẽ ôm vào ngực và các bạn sẽ đập xuống. Ok, thu chân về này, đập tay, đập vào kiểu mở ra nhé. Sau đó này người mở chân phải, chân trái, xuôi tay xuống, vòng hông từ trái qua phải, từ đây tay của người xuôi lên vai, đẩy lên trên, một người sẽ đổi hông từ phải qua trái dáng như thế này. Sau đó đẩy hông qua phải, tay phải xuống, đẩy hông qua trái, tay trái xuống, hai tay đang chữ X đúng không? Mọi người lại xuôi xuống lại đẩy hông qua phải dáng này và sau đó mọi người lại lướt đi vào chân phải, vẩy tay ra ngoài và lại di chuyển. Ok, bây giờ thì mình sẽ nối toàn bộ động tác lần này lại. 5 6 7, vỗ đầu đánh hông trái hai lần, phải hai lần, về giữa hai lần, kéo về phải, mở ra, em xuôi xuống, dậm lên trên, em thu chân về, về dáng trái tim, đẩy hông từ phải,
để lên cao và bước qua phải, di chuyển 6, 7, 8, dậm chân phải này, 1, 2 lần đổi chân, 1, 2 lần bước sang, bước xuống, về, đẩy tay ra, xuôi tay xuống, gáy hông từ trái, qua phải, để lên, đúng không này, sang phải, trái, phải và lại đẩy đi, sau đó là di chuyển 7, 8. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cách nhìn với các bạn bạn này nha. Mình chậm thôi, mình không phải đo đâu. 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 and 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bước lên, 1, 2, đổ, 3, 4 bước sang, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 vẩy sang, 5, 6, 7, 8. Bây giờ mình sẽ đánh nhịp nhanh một chút nào này ha. 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1, mở, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bước, 8, 1, 2, 3, 4, 5, bật, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, điệp khúc. Tiếp theo là động tác của điệp khúc 1, bây giờ đối với tay trước nha. Các bạn sẽ đưa tay lên miệng giống như các bạn loa loa, đưa tay miệng như này. Sau đó các bạn sẽ đổi dáng ngón trỏ nha, đẩy lên trong này, xuôi ngang ra ngoài. Tiếp theo các bạn sẽ đổi ngón tay, tay phải lên thì tay trái xuống, tay trái vẽ xuống thì tay phải lên, 3, 4, là cho mình 4 nhịp như này. Tức là tay phải sẽ lên trước này, 1, 2, 3, 4, ok. Đó là đối với tay. Còn bây giờ không nhẹ, đặt tay lên miệng thì các bạn sẽ đứng thẳng. Sau đó này, khi đẩy ra ngón trỏ thì các bạn sẽ trùng chân xuống, ok, và lại lên. Sau đó khi đổi tay trái phải như thế này thì các bạn sẽ đặt chân phải lên, đồng thời xoay gót chân để đẩy hông này, sau đó lại xuống hông này, đẩy hông xuống hông, thì cái hông phải cùng hướng với tay phải, tay lên hông lên, tay xuống hông xuống, and 4 lần. Sau đó mở chân phải sang, các bạn nhú xuống, nhấc lên. Khi nhú xuống thì cái tay trái nó sẽ đặt ở hông, tay phải người đấy sang phía bên kia trái, sau đó lại về. Ok, nhìn kỹ này, đẩy trái thu về, đẩy lên, ok, lại nhá, đẩy và đẩy. Sau đó các bạn mở chân trái sang ngang nhưng không đổ chung hoàn toàn sang chân trái nhá, chỉ chống mũi chân thôi, để mọi người dùng tay phải này chặn chặn vào khuỷu tay, cổ tay, chặn chặn. Đến ngày thứ ba thì các bạn sẽ đẩy nó ra, ok. Mình dùng được tay phải nhá, chặn vào tay trái này, chặn chặn đẩy, ok, nhẹ nhàng nhá. Sau đó này, hai tay đưa ngón trỏ lên cho mình lên trên phải, em xuống thấp phải, ok, lại này, chặn chặn đẩy, em cao và xuống, rồi còn chân nhá giữ nguyên này, chạm chạm đẩy. Khi đẩy thì các bạn sẽ trùng chân xuống bằng cách là các bạn sẽ dồn trụ sau mình bên chân trái này, để sang em khi xuống thấp thì thu chân trái về sau như thế này. Và tiếp theo nhé, động tác này các bạn sẽ hơi nhấn lưng lên một tí đó, tập kỹ này. Hất cổ tay phải xuống thì tay trái nắm, sau đó cổ tay phải đi lên như thế này này, thì mình sẽ mở dần từ ngón trỏ ngón, ok, như thế này, nắm này, mở từ ngón trỏ ra,
Bình thường các bạn sẽ quen mở từ xuôi đúng không? Bây giờ mình sẽ quen phải mở từ nắm này, mở từ ngón trỏ. Ok, làm cho mình hai lần lại nhé. Gập xuống thì nắm, nắm lên, nắm lên. Ok, làm cho mình hai lần. Thì mỗi lần xuống như thế này, chân mình sẽ nhún, nhún lên, nhún lên. Ok, mình làm ngón tay thì mình sẽ hơi bị nhầm lẫn đó. Ok, lại này, đang ở đây mở, chạm, chạm, đẩy, hất lên, em rút chân về, sau đó đưa cái chân trái về, trùng chân xuống, nắm, mở ra, nắm, mở ra. Ok, và sau đó các bạn đổ tay như thế này, tay trái ở đây các bạn chỉ xuống và đến động tác tiếp theo. Bây giờ mình sẽ ôn từ đầu đến đây lại nhé. Ok, lại nhé. Tay lên miệng trả ra này, sau đó đẩy tay lên thì trùng chân xuống, thu chân về, hông phải tay phải lên xuống, bốn nhịp, mở chân ra nhún đẩy tay và đẩy tay, mở tay chân ra bằng tầng đẩy nhún hất lên em kéo về, sau đó trùng chân xuống, mở ngón tay trùng chân xuống đây và run. Ok rồi, động cơ lại như thế thôi. Tiếp theo luôn nhé, sau khi các bạn rút chân này, có thể rút chân phải và chân trái thì một người nhá. Bây giờ mình thống nhất trái đi, rút xong ok một lần, sau đó các bạn đưa tay vòng qua sông tan thế này thì các bạn sẽ di chuyển và hai nhịp. Ok lại này, đang đây đúng không? Đi như thế nào? Di chuyển tầng tắc. Rồi các bạn đã dừng ở đây đúng không? Động tác tiếp theo các bạn sẽ đổi tay như thế này và mình sẽ lùi xuống với chân phải. Sau đó tay sẽ hất qua sau tai như thế này. Xuôi về đây thì mình sẽ dậm lần lượt hai nhịp, một, hai. Ok. Sau đó nâng tay phải, tay trái hất lên. Khi mọi người sẽ xoay người sang phía bên trái để đánh hông phải lên như thế này, dậm chân phải này, đồng thời đẩy hông ra thì tay sẽ lên. Ok, xoay hông về, tay về thì mọi người sẽ chỉ bằng tay phải lên trên, sau đó nhấc chân và tay lên, đủ. Ok, lại nhá, lùi này, dậm một này, dậm hai lần này và xoay xa hết hông em. Xoay hông về, chỉ tay lên, tay cùng chân lên để đổ tay chạm dùng. Sau đó các bạn hạ tay xuống, đưa vào trong, mở ra cái phần tay như thế này, V kép. Thì mọi người sẽ đang ở đây đúng không? Thì mọi người sẽ lùi cho cái chân phải xuống, lùi chân phải xuống để nhún và mở ra như thế này. Ok, về dáng này xong thì mình sẽ dùng tay phải này, mọi người lướt qua chân trái giống như người phủi bụi đấy. Em sau đó đẩy vai em xuôi, đẩy em xuôi thì dùng lực lượng tay phải trái là được, nhìn nhá, tay phải chân trái đổi này, đẩy xuống, đẩy xuống. Thì lần đầu tiên lúc đẩy tay này mọi người sẽ mở chân hai lần, mở đầu gối ra, mở và mở. Cái thứ hai là để di chuyển nhé. Ok, lại một lần nữa này, từ đoạn đây nhé, 7-8 này, lùi xuống, di chuyển hai nhịp và xoay hông lên, hông xuống, tay phải chỉ nhấc lên cùng chân đổi tay, vòng tay dừng, đánh chân lên, end, mở chân, đẩy, di chuyển, đẩy. Ok, rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ nối cái đoạn hai đoạn nhỏ này vào với nhau để các bạn hình dung lại các bạn một xíu nhé. 7-8 này, én loa này, mở xuống trùng chân, hất lên,
tay trước này, chỗ tay mọi người sẽ mở ra như thế này. Ok, thì đồng thời tương tự cái động tác lúc trước ý, mình làm để cái lông lên đó, đưa chân phải lên để không thì mình sẽ vuốt tay chỗ xuôi về, sau đó giữ nguyên cái chân này nha. Mọi người sẽ nhấc đặt tại chỗ, một em hai nhấc đặt, nhấc đặt, thì cái tay theo cái vòng lưng mọi người sẽ đẩy ra sau, đẩy ra sau, lên chân này, xuống này, lên chân xuống, thì khi xuống xuống chân mọi người sẽ kích phần hông lên, là em một em hai đổ ra sau này, các bạn sẽ đổ tay như này, số một nhún hất lên em gót chân trái lại về, sau đó cô lại em lại nhá, dẫn chân phải về này, đưa hông em hông đặt ra sau này, nhún hất nhún, rồi sau đó các bạn lặp lại này, bước chân ra đẩy và đẩy, bước chân ra chạm chạm hất, nhưng lần này không đưa lên cao nữa, giữ nguyên chân mọi người, đánh hông như cái chảo, tay ra ngoài xuống luôn nha, sau đó vào trong đánh kèm hông luôn, sau bạn nhảy về giữa tay thẳng lên, mở tay ra hạ, rồi lặp lại động tác này, trúng chân lên ngón tay, trúng chân lên ngón tay, và sau đó mọi người mở chân trái ra, trùng chân sâu xuống và chỉ đây. Hết lên thì nào. Đó, đến khúc 1 đã xong. Bây giờ mình sẽ nối tất cả động tác với các bạn vào nhịp chậm thôi nhé. Khúc 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, đẩy, 5, 6, di chuyển, 7, 8, 1, 2, 3 và 4 và 5 và 6, 7 và 8, 1 và 2, 3, 4 và 5, lên 6, 7, lên 8, xuống sâu này, 1, 2, 3, 4, 5, đó, ok. Thì mình sẽ vào nhìn với các bạn nhanh hơn một chút thôi, và đến khúc 1 này, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8, 1, mở, 2, 3 và 4, 5, 6, di chuyển, 7, 8, 1, dừng, 2, 3 và 4, xuống, 5 và 6, đẩy, 7, 8, 1 và 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2 và hết. Tiếp theo là đoạn điệp khúc thứ 2, đoạn cuối cùng của ngày hôm nay. Thì động tác này, động tác đoạn này khá là giống với điệp khúc 1, sẽ hơi chỉnh sửa một vài đoạn thôi, thì mình cũng sẽ vô nhanh những đoạn trùng lặp nhé. Ok, rồi động tác đầu tiên thì mọi người sẽ bắt vào những 7, 8 chứ không phải là và đây nữa, thì sẽ có thêm này, các bạn thêm động tác, các bạn sẽ hất hất cổ tay ra ngoài, tay phải trước này, hất cổ tay phải, hất cổ tay trái, đưa về lên miệng, tương tự mở ra, sau đó làm tương tự luôn. Ok,
cái đánh không này, đánh không, đánh không, về thẳng, trùng, thế thôi. Thì mình sẽ đến đi trận cái đoạn này nhá. 5, 6 này, hất, 7, hất, 8, và 1, 2 tương tự, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, lặp lặp, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, cái này hơi khóc một xíu này, bây giờ hơi khác này, nhưng mà cái tay cũng thế này nha mọi người, 1, 2 này, sau đó có 3, 4, mình chậm nhẹ vào đầu, ok, sau đó trùng tay vào trong này, 5, 6, hất 7 và 8, ok, các bạn này, 1 tương tự, 2, từ đây khác này, 3, hất ra 4, 5, 6, hất 7 và 8, rồi, còn với chân thì như sao? Các bạn sẽ chung chân lại, mở chân trái ra xong sẽ lại thu về, mở, thu, mở, thu, ok, hai lần xong đúng không? Ok, sau đó bây giờ các bạn đưa tay xuống và một tay ra như thế này thì người sẽ đưa bước chân trái ra ngoài, bước trái, bước phải, thế thôi. Đồng thời tiếp theo này, tầm tầm tắc, ba lần hất tay đúng không? Thì các bạn sẽ lại dậm dậm chân trái và trái, đồng thời đẩy không theo, trái phải trái, ok, lại nhé. Tầng 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 tầng, trước chân bên ta như thế nào, ok, tiếp theo này, đặt chân xuống, đẩy lên, chân về, lại đặt xuống, chân về, mở trái, mở phải, đánh, chặt, phải, chặt, ok. Tiếp theo này, người xuôi hai tay xuống, đưa qua cái phần sườn này, hạ ra sau thì đây cho mình, thì đồng thời hông đang ở phía bên trái nhé, hông thì đánh hông một vòng sang phải, ra phía sau, và đưa lên trước, thì mọi người sẽ lại đánh sang đây, tức là mình sẽ đánh hông từ trái này, đẩy một vòng ra phía sau, dừng ở phải, ok. Thì trong quá trình đấy tay sẽ xuôi xuống, dừng ở phải thì mọi người sẽ dừng dáng này, dừng dáng này ha, dừng cái dáng đồng hồ á, tăng và sau đó mọi người xoay vào trong, bật tay ra ngoài thì mình sẽ dừng hông từng, sau đó mọi người sẽ xoay tay thì các bạn sẽ trùng gối nhẹ, trùng gối nhẹ để cho mình rút chân trái về này, bừng, ok, rồi sau đó mọi người sẽ xuôi tay xuống đặt ra thì mọi người sẽ di chuyển tự do chân thôi. Và sau đó hất vai và hất đầu, kết thúc điểm thứ hai. Bây giờ thì mình sẽ nối với mọi người động tác nhưng mà chậm thôi, với nhịp luôn nhé. 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 và 8, 1 và 2 3 và 4 5 6 7 8, 1 về 2 3 về 4, mở 5 6 7 và 8, vòng 1 2 3 và 4, 5 và 6, hất 7, hất 8. Bây giờ thì mình sẽ đến nhịp nhanh hơn một xíu. 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 và 8, 1 và 2 3 và 4, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 và 8, 1 và 2 3 và 4 5 và 6 7